nay Tina sẽ hướng dẫn mọi người cách tải phần mềm Room về máy để chúng ta cùng học online. Và hơn nữa thì mình sẽ dạy cả nhà cách tạo tài khoản của Room. Trước mắt thì đây là mình sẽ vào cái Download Center này nhé. Khi mà vào cái Download Center này thì nó sẽ có cái chỗ Room Mobile Apps này. Thì mình sẽ, nếu mà mình dùng iPhone ấy, thì mình hãy vào Apple Store và tải nó về. Còn nếu mà mình dùng phần mềm của Android thì mình vào cái Google Play, sau đó mình sẽ tải cái phần mềm của Room về. Khi mình tải được rồi thì mình sẽ vào đây, nó có cái chữ đó là sign up fee, thì mình đăng ký miễn phí. Khi đăng ký thì cái trang này nó sẽ yêu cầu là mình phải nói năm sinh này, mình sẽ điền là ví dụ như thế này, tháng 1 này, ngày 6 này, năm 1990 này, 1990 này, continue thì mình sẽ tiếp tục. Khi tiếp tục được rồi thì mình sẽ đánh cái đó là cái email, của Tina, email, và đây là email của Tina, thì mình sẽ sign up cùng với cái email của mình đó. Xong rồi thì mình sẽ vào cái email của mình, nó sẽ có một cái tin nhắn, cái email gửi vào, đó là mà mình phải activate account thì mình mới sử dụng được, thì nó là không. Continue này. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh tên này, ví dụ như Tina Joan này. Đó. Mật khẩu thì sẽ đánh cho nó mật khẩu cho nó đơn giản nhất nhé. Ví dụ này. Phải có một chữ hoa. Đó. Continue là tiếp tục này. Cái này mình không cần thiết, cái này mình người ta hỏi là Room Don't Alone cái gì gì đấy thì mình cũng không cần thiết đâu, mình sẽ bỏ qua nó. Sau đó thì mình sẽ vào cái Start Meeting Now. À đây thì mình sẽ có cái ID của mình ha, cái ID của mình đây. Đó. Ok, mình sẽ Go to my account. Ok, mình đã có một cái tài khoản account rồi. Bây giờ mình đã ở trong cái phần mềm Join rồi. Thì mình sẽ vào cái chữ Join. Nó sẽ có tất cả các biểu tượng này, New Meeting này, Schedule này, Share Screen này. Join thì mình sẽ đánh vào Join. Join thì nó có hình dấu cộng này. Đó, mình sẽ ấn vào cái chữ Join này. Sau khi mình ấn vào Join rồi, nó yêu cầu phải có cái ID. Tức là khi mà Tina lên một cái Schedule cho mọi người học ấy, thì Tina sẽ có một cái ID để cái lịch của cái ngày đấy nó sẽ đến, và mình sẽ chỉ có việc là đăng ký vào thôi. Thì mình sẽ đánh cái ID này lên này, gõ cái ID này vào. Sau đó thì người ta sẽ hỏi là có connect vào audio của mình không, là có nghe giọng không, và có muốn tắt bỏ cái mic video không, thì có là turn off hết này. Đấy. Sau đó thì mình sẽ join cái meeting này. Nó sẽ yêu cầu là mình phải có mật khẩu. Mật khẩu là khi Tina sẽ gửi toàn bộ cho mọi người. Khi mà có cái schedule lịch học ấy, thì mình sẽ có những cái số tài khoản và có cái mật khẩu này. Mình lại cho mật khẩu rồi đúng không? Mình sẽ đánh join lên này. Đó là cuộc meeting sẽ bắt đầu. Ok, và bây giờ host đang chờ đợi. Thế là bây giờ mình phải chờ đợi cái gì? Mình phải chờ đợi sự admit, tức là sự chấp nhận của Room bên kia. Bên kia người ta đã chấp nhận này. Đó. Đấy, thì nó sẽ là connecting. Mình chỉ cần đợi một xíu thôi. Là bạn ấy đang mở sẵn rồi. Khi mà bạn ấy mở sẵn thì nó sẽ chỉ có như thế này thôi. Chứ khi nào mà bạn ấy sẽ bật cái video này. Đó. Bạn ấy bật cái video. Tina đang bật cái video thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên kia, và đây là cái participant, thì nó có sẽ có những ai tham gia và gì 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 đấy, thì sau đó nó sẽ có tất cả ở trên cái khu vực này, những người bạn đó. Thì cái này nó rất là đơn giản thôi.
Còn đây là khi mà mình muốn vào audio này, mình muốn để cái giọng của mình khi mà mình phát âm ấy, khi mình nói chuyện với cả lớp thì mình nên bật cái này đi. Còn đây là cái start video. Thì cái start video này mình đây hiện tại Tina đang để chế độ tắt nhá. Mà cho lên nóc nhà nghe. Đấy, khi nào mà Tina bật rồi thì nó sẽ được nhìn thấy hình của Tina, giống như các bạn cũng thế, khi các bạn bật cái này lên, cái biểu tượng video này lên thì nó sẽ có hình của các bạn. Và các bạn muốn tắt đi thì sẽ là stop video ha. Khi mà các bạn muốn có giọng nói của mình để Tina được nghe thấy ấy, thì các bạn hãy vào cái Join Audio. Còn trong lớp thì đó, tức là mình để tránh tiếng ồn cho cả lớp ấy, thì mình sẽ tắt cái audio này đi. Người lịch sự mà, bên ngoài ví dụ như là trẻ con khóc hay là rất là nhiều những tiếng ồn khác có thể là ảnh hưởng tới lớp học thì mọi người sẽ bị mất tập trung, thì chúng ta sẽ tắt bỏ cái phần audio này đi nhé. Vậy là đã hết rồi, bây giờ mình đã hướng dẫn mọi người xong. Nếu mà muốn thoát ra khỏi cái các bạn cảm thấy là nó quá boring, cái lớp học nó quá là buồn tẻ, thì các bạn muốn thoát ra khỏi cái lớp học thì các bạn chỉ cần ấn vào chữ leave cái meeting này. Chào mọi người. Đó. Hướng dẫn của Tina đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và chúc quý anh chị thành công. Hy vọng là chúng mình có thể học online cùng nhau. Hẹn gặp lại các anh chị.